Để mà có thể nuôi dạy con khỏe và dạy con ngoan thì chúng ta cần phải kết hợp các cái phương pháp nuôi dưỡng toàn diện về cả thể chất và tinh thần. Đồng thời thì sẽ chú trọng đến sự phát triển về nhân cách và kỹ năng sống của trẻ. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn chi tiết để có thể nuôi dạy con khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Thứ nhất ở đây đó là nuôi con khỏe mạnh. Chăm sóc thể chất. Chúng ta cần đảm bảo là trẻ ăn đủ các nhóm thực phẩm như protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Hạn chế thức ăn nhiều đường, chất béo và đồ ăn nhanh. Khuyến khích trẻ ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống đủ nước. Đối với thói quen vận động, khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động thể chất như chơi thể thao, chạy nhảy hoặc là đạp xe. Vận động thì sẽ giúp cho trẻ phát triển hệ xương, cơ bắp khỏe mạnh và duy trì cân nặng hợp lý. Ngủ đủ giấc và đúng giờ. Trẻ cần được ngủ đủ giấc theo độ tuổi để cơ thể phát triển tốt nhất và thiết lập một giờ ngủ cố định và giữ cho phòng ngủ yên tĩnh và thoải mái. Đồng thời thì chúng ta cần khám sức khỏe định kỳ. Đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ và tiêm phòng đầy đủ để đảm bảo là phòng ngừa các bệnh tật và theo dõi được sự phát triển của trẻ. Tiếp theo đó là chăm sóc về sức khỏe tinh thần. Trẻ em cũng có thể bị căng thẳng do những áp lực trong học tập hoặc là môi trường xung quanh. Và chúng ta cần chú ý tới tâm trạng của con và trò chuyện thường xuyên để giúp cho con giải tỏa cảm xúc. Và hãy tạo môi trường gia đình vui vẻ, tích cực. Một môi trường gia đình hạnh phúc, nơi mà mọi người chia sẻ niềm vui và cùng nhau giải quyết vấn đề, thì sẽ giúp cho trẻ phát triển tinh thần lành mạnh. Thứ hai đó là dạy con ngoan ngoãn. Thiết lập kỷ luật tích cực, đặt ra các quy tắc rõ ràng. Thiết lập các quy tắc cụ thể trong gia đình về cách cư xử, học tập, vui chơi. Và chúng ta hãy giải thích lý do và giúp cho trẻ hiểu vì sao quy tắc này quan trọng. Và hãy sử dụng kỷ luật tích cực. Thay vì chỉ trừng phạt khi mà trẻ làm sai, thì hãy tập trung vào việc hướng dẫn và dạy bảo. Sử dụng khen thưởng khi mà trẻ làm đúng để khuyến khích hành vi tốt. Và giúp cho trẻ hiểu được cái hậu quả của hành vi. Khi mà trẻ vi phạm quy tắc thì hãy để con hiểu rõ hậu quả của hành vi đó. Ví dụ như nếu mà không dọn đồ chơi ấy, thì con sẽ mất quyền chơi món đồ chơi yêu thích đó. Và giúp trẻ phát triển nhân cách, dạy trẻ biết tôn trọng và yêu thương. Khuyến khích trẻ biết tôn trọng người khác, bao gồm cả cha mẹ, bạn bè và người lớn tuổi. Dạy trẻ hiểu được cái giá trị của lòng yêu thương và sự sẻ chia. Khuyến khích lòng trung thực. Trẻ cần được dạy giá trị của sự trung thực và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Và hãy làm gương tốt bằng cách là luôn giữ lời hứa và minh bạch trong các quyết định của bạn. Và cần dạy trẻ sự kiên nhẫn và kiên trì. Trẻ cần học được cách đối mặt với khó khăn và thất bại. Và chúng ta hãy dạy cho con kiên nhẫn khi mà gặp thử thách và khuyến khích con không được bỏ cuộc. Thứ ba ở đây đó là phát triển kỹ năng sống cho trẻ. Dạy trẻ làm việc nhà. Từ khi còn nhỏ thì chúng ta hãy khuyến khích trẻ tham gia vào các việc nhà như là dọn dẹp phòng, rửa bát hay là sắp xếp đồ dùng. Điều này thì cũng sẽ giúp cho trẻ phát triển tính tự lập và có trách nhiệm với không gian sống của mình. Và đồng thời chúng ta hãy hướng dẫn trẻ cách sắp xếp thời gian cho công việc, cho việc học, việc chơi và nghỉ ngơi. Điều này thì sẽ giúp cho trẻ phát triển kỹ năng tổ chức và quản lý cuộc sống cá nhân. Và chúng ta hãy giúp cho trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc bằng cách giúp trẻ nhận diện và quản lý cảm xúc. Dạy trẻ cách nhận biết cảm xúc của bản thân và người khác. Khi mà trẻ cảm thấy tức giận hay là buồn thì hãy giúp cho con tìm cách xử lý cảm xúc một cách lành mạnh. Và hãy hướng dẫn trẻ cách lắng nghe, thể hiện suy nghĩ và giải quyết xung đột. Giao tiếp hiệu quả thì sẽ giúp cho trẻ xây dựng được các mối quan hệ lành mạnh và tôn trọng người khác. Thứ tư đó là làm gương cho con. Cha mẹ là hình mẫu quan trọng. Trẻ em thường học qua việc quan sát cha mẹ.
Và chúng ta hãy làm gương cho con trong việc giữ lời hứa, tôn trọng người khác và quản lý cảm xúc. Điều này thì cũng sẽ giúp cho trẻ phát triển nhân cách tốt và hành vi đúng đắn. Khi mà dạy con thì cha mẹ cần nhất quán trong các quy tắc và không nóng vội. Kiên nhẫn và nhất quán thì giúp cho trẻ hiểu rằng mọi hành động đều có hậu quả và sẽ cần thời gian để có thể xây dựng được thói quen tốt. Thứ năm đó là thấu hiểu và đồng hành cùng với con. Lắng nghe con. Hãy luôn sẵn sàng lắng nghe khi mà con cần chia sẻ, dù là về vấn đề nhỏ nhặt hay là chuyện lớn. Điều này thì sẽ giúp cho trẻ cảm thấy được tôn trọng và phát triển lòng tự tin. Và hãy cùng con giải quyết vấn đề. Khi mà con gặp khó khăn thì chúng ta đừng vội vàng giải quyết thay. Hãy khuyến khích con tự suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết, và giúp con học được cách tự lập và tự tin hơn. Kết hợp giữa việc chăm sóc sức khỏe thể chất và dạy dỗ tinh thần sẽ giúp cho bạn nuôi dạy con khỏe mạnh và ngoan ngoãn, sẵn sàng đối mặt với những thử thách ở trong cuộc sống.